Các em theo dõi lên màn hình nè. So sánh kết quả của hai phép tính sau. Các bạn thực hiện và cho cô câu trả lời nha. Cô mời bạn Tấn Phát. Các em khẩn trương lên nha. Cô là 5 trừ 2 và 5 cộng 2 là bằng cô. Em tính ra bao nhiêu mà em nói bằng? Vậy thì cô là 5 trừ 2 bằng 3. Còn bên kia là 5 cộng âm 2 là em thấy 5 trừ 2 bằng 3 luôn cô. 5 trừ 2 kết quả ra là bằng 3 ha. Và 5 cộng với âm 2 thì đây là cộng hai số nguyên khác dấu, các em cũng đã học rồi. Và kết quả cũng được ra là bằng gì? Dương 3. Như vậy là chúng ta có là 5 trừ 2 thì bằng với 5 cộng với âm 2. Vậy bây giờ nếu ở đây cô thay, các em quan sát nha. Nếu như ở đây thay cái 5 này nè, đây chính là A. Được chưa? Trừ đi 2 này là B. Vậy thì chỗ này mình sẽ được là bằng A. Ha. Đây là A mà. Cộng với gì các em nhỉ? Cộng với gì nhỉ? Cộng với gì đây? Rồi, bật mic trả lời, bật mic trả lời từng bạn thôi nha. Đừng nói chung vậy. Thưa cô là cộng âm 2 cô. Là cộng với âm 2. Cộng với gì? Âm gì? Âm 2 này là gì? 2 này chính là B. Đúng không? Vậy là cộng với gì? Cộng với âm B. Đây chính là quy tắc để thực hiện phép trừ trong tập hợp số nguyên đó các em nha. A trừ B thì bằng A cộng với âm B, tức là cộng với số đối của B. Cộng với số đối của B. Và chúng ta ghi quy tắc. Chúng ta ghi quy tắc ha. Rồi ghi cho cô phần 4 nè, phép trừ hai số nguyên. Cô mời một bạn nhắc lại quy tắc nào. Cô mời bạn Lê Thị Phương Anh nhắc lại quy tắc. Còn Thưa những cô, bạn quy tắc là muốn trừ số nguyên A cho số nguyên B, ta cộng A với số đối của B. đúng rồi. Vậy là phép trừ thì mình chuyển thành phép cộng. Vậy cho các em, phép trừ thì mình chuyển thành phép cộng. Mà phép cộng thì mình đã học rồi. Đó, phép cộng mình đã học rồi ha. Vậy phép trừ thì các em chỉ cần chuyển cái phép trừ đó thành phép cộng là các em sẽ thực hiện được phép trừ trong tập hợp số nguyên nhá. Chuyển phép trừ thành phép cộng. Tức là bằng cộng với số đối ha. Chú ý, cô mời một bạn đọc to phần chú ý ha. Cô mời bạn Luân viết anh nào. Bạn Luân viết anh. Thưa cô, chú ý cho hai số nguyên A và B ta gọi A trừ B là hiệu của A và B. A được gọi là số bị trừ, B được gọi là số trừ, phép trừ luôn thực hiện trong tập hợp số nguyên. Cho hai số nguyên A và B thì A trừ B gọi là hiệu. Vậy thì cái này nó giống với phép trừ trong tập hợp số tự nhiên mà các em đã học, đúng không? A trừ B gọi là hiệu. A thì gọi là số bị trừ, B là số trừ, thì cái này là các em đã quen thuộc rồi nè. Ha. Và cái chú ý thứ hai là phép trừ thì luôn thực hiện được trong tập hợp số nguyên. Ha. Ví dụ trong tập hợp số tự nhiên. Ha. Trong tập hợp số tự nhiên thì 2 trừ 5 là có thực hiện được không các em? Trong tập hợp số tự nhiên nhá, thì 2 trừ 5 là có thực hiện được hay không? Cô mời anh Thi. Dạ thưa cô, cho tập hợp số tự nhiên thì hai không trừ được cho năm ạ. Ừ đúng rồi, nhưng mà trong tập hợp số nguyên thì 2 trừ 5 là chúng ta coi xem có thực hiện được hay không ha. Đây chính là gì đây? 2 trừ 5 nè.
À, vậy là sẽ bằng là 2 cộng với gì? Âm 5. Đó, bằng A cộng với số đối của B cộng hai số nguyên khác dấu. Không, thực hiện cho cô tiếp nào, phép cộng hai số nguyên khác dấu mà chúng ta đã học. À, cô mời Chí Hùng. Dạ, thưa cô là bằng bằng 7 cô. À, sai rồi. Bằng 5 trừ đi 2 và đặt dấu trừ trước kết quả chứ. Đúng không? Ừ, bạn Hùng về xem lại quy tắc cộng hai số nguyên khác dấu nha. Như vậy kết quả chúng ta được là mấy? Âm mấy? À, âm 3 ha. Như vậy là do đó người ta nói rằng là phép trừ thì luôn thực hiện được trong tập hợp số nguyên ha. Cô ơi, em xin cô lấy cục đi sạc máy tính. Ờ, được. Rồi. Vậy thì các em ghi cho cô là chú ý nè. Chúng ta sẽ xem sách giáo khoa. Chú ý mà chúng ta vừa mới đọc á. Đó. Rồi chúng ta ghi tiếp phần thực hành số 4 là bây giờ chúng ta làm ha. Trong vở của các em ghi như vậy nha. Dạ. Bậc Cam Hiếu. Rồi bây giờ chúng ta sẽ áp dụng quy tắc chúng ta là thực hiện phép tính trừ trong tập hợp số nguyên nè. Đầu tiên là câu A là 6 trừ đi 9 nè. Cô cái này mình đặt hàng dọc hả cô? Ơi. Cái này là mình đặt hàng dọc hả cô? Mình rồi mình làm giống như cô ghi là mình đặt hàng dọc cũng được. Rồi các em theo dõi nha, bây giờ theo dõi thực hiện quy tắc này các em nè. Bạn nào mà chưa có hiểu rõ thì chúng ta nhìn nè. Rồi, đây mình ha, đi. Đây chính là A. Đây là A nè. A là 6. Được chưa các em? Trừ đi B. À, B là 9. Đó. Như vậy thì chúng ta áp dụng quy tắc. Chúng ta làm các em ghi vào vở luôn nha, các em ghi vào vở luôn. Rồi, A trừ B thì bằng gì? Bằng A. A tức là 6 nè. Cộng với số đối của B. B là bằng mấy? B bằng 9. Như vậy số đối của B là gì? Là âm 9. Ha. Rồi, cộng hai số nguyên khác dấu thực hiện cho cô nè. Cô mời một bạn nha. Cô mời bạn Từ Văn Thành Đạt nào. Cô là ta lấy 9 trừ 6 bằng âm 3 thì ta được. Đặt dấu trừ trước kết quả đúng không? Đặt dấu trừ trước kết quả rồi là bằng mấy? Bằng âm 3. Thì bằng... Ừ, rồi tiếp theo câu B. Câu B ha. Rồi A nè, đây là A nè. Đó, trừ đi B. Cho cô biết nè, B là bao nhiêu? Cho cô biết B là bao nhiêu, xác định cho cô B là bao nhiêu ha. Cô mời bạn Tuấn Anh xác định cho cô số B là số nào. Dạ thưa cô, theo em số B là số 12. Ừ, chưa chính xác rồi, số B là âm 12 nha. Nhìn lên màn hình nè, A là 23, trừ nè, dấu trừ thứ nhất là dấu trừ của phép tính trừ. Còn cái dấu trừ thứ hai á, ở trong dấu ngoặc đơn này nè, là dấu trừ của số 12. Tức là B là bằng âm 12 đó. Như vậy chúng ta áp dụng quy tắc nha. A trừ B nè các em, bằng A cộng với số đối của B ha. Như vậy A là bao nhiêu thay vào cho cô nè. Cô mời một bạn đọc ha. Cô mời bạn Nguyễn Gia Bảo xem nào. Bật mất đọc đi, sai cũng được. Nghe chưa? Nguyễn Gia Bảo. Sai mình sửa thôi chứ có gì đâu. Bạn Trần Anh Duy. Dạ thưa cô. Ừ. Rồi đọc cô nghe nào. Đọc đi sai thì cô sửa cho, không có gì hết. Dạ thưa cô ạ. Đây nè em nhìn nè.
A trừ B bằng A cộng với âm B. Như vậy A là mấy? A là 23. Đó. Rồi cộng cộng với âm B, đúng không? B là bao nhiêu? B là âm 12. Vậy là số đối của B sẽ là số nào? B là âm 12, đúng không? Như vậy số đối của số B là số bao nhiêu? Dạ thưa cô, 11. Trời đất ơi, là số 12 chứ. 12 và âm 12 là hai số đối nhau nha. Hai số đối nhau nè. À, được chưa? À, như vậy là số đối của âm 12 là dương 12 ha. Rồi, sau đó là chúng ta làm bình thường thôi. 23 cộng với 12 là bằng bao nhiêu? Dạ thưa cô là 35. 35. Đó, được chưa? Rồi, tiếp tục câu C nè. Câu C ha. Câu C đọc cho cô ghi nè. Bạn nào xung phong là các em mạnh dạn lên nha. Các em mạnh dạn lên. Cô mời Thanh Trúc. Các em ghi vào vở luôn nha. Các em ghi vào vở luôn. Nhanh lên Trúc ơi. Dạ thưa cô, câu C em làm như sau. Dạ thưa cô là em lấy âm 35 cộng với 60 bằng 60 trừ 35 bằng 25. Ừ đúng rồi ha, đúng rồi. Đầu tiên là làm theo quy tắc của phép trừ là chuyển phép trừ thành phép tính cộng. Sau đó chúng ta cộng hai số nguyên khác dấu ha, cộng hai số nguyên khác dấu thì chúng ta lấy 60 trừ đi 35. Rồi câu D. Câu D nào? Cô mời Mạnh Lộc. Dạ thưa cô là âm 47 cộng với 53 không? À cộng âm 53. Đúng rồi, cộng với âm 53. Đây là phép cộng hai số nguyên cùng dấu, đúng không? Rồi cộng tiếp đi Lộc ơi. Dạ thưa cô, 47 âm 47 cộng âm 53 bằng âm 100 không? Dạ. Cô bấm cái nút thấy nó xóa mất tiêu. Rồi thực hiện lại ha. Lại bằng gì? Âm 47. Được chưa? Rồi cộng với âm 53 bằng 47 cộng với 53 cộng hai số nguyên cùng dấu, nếu là số nguyên âm thì chúng ta sẽ đặt dấu trừ trước kết quả ha. Như vậy là kết quả là bằng bao nhiêu, âm bao nhiêu? Dạ thưa cô, âm 100. Bằng âm 100. Rồi âm 100. Rồi rồi câu E. Câu E rồi, cô mời bạn Hoàng Minh nào. Thưa cô là câu em làm như sau cô. Dạ thưa cô, câu em lấy âm 43 âm 43 trừ cho âm 43 cộng, em viết thành phép trừ ta chuyển thành phép cộng. Dạ cộng cô, gì? Em viết thành nha cô. Cái em đọc cái đề lên thôi cô. Cộng cho 43 cô. Và kết quả bằng 0. Đúng rồi, hai số đối nhau có tổng bằng 0 ha.
Rồi xong chưa các em? Dạ rồi. Rồi ha. Bạn nào mà không biết thì chúng ta về chúng ta luyện tập thêm ha. Có muốn chơi không hề thôi? Có. Dạ có. Dạ, có rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đọc nội quy để chơi ha. Rồi, cô mời một bạn đọc đi để cho các bạn cùng biết về cái nội quy để chúng ta chơi nè. Cô mời bạn bạn nào đọc nào, cô mời bạn Nga Mi đi. Em đọc